lực lượng Taliban đã kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul và tuyên bố chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc. Taliban khẳng định không mong muốn tồn tại trong tình trạng bị cô lập và hy vọng thiết lập các mối quan hệ với cộng đồng quốc tế. Trước những diễn biến mới này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã yêu cầu Taliban thực hiện kiềm chế tối đa. Tổng thư ký cũng đặc biệt quan ngại về tương lai của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời yêu cầu phải bảo vệ các quyền lợi khó khăn lắm mới giành được của những người này. Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul ngày hôm qua mà không gặp kháng cự từ lực lượng chính phủ. Sau chiến dịch tiến công chớp nhoáng kéo dài 11 ngày, Taliban đã rất nhanh chóng chiếm được nhiều thành phố lớn và khôi phục quyền kiểm soát Afghanistan sau 20 năm. Taliban khẳng định không cơ quan ngoại giao hay bất kỳ trụ sở nào ở Afghanistan bị nhắm mục tiêu và sẽ đảm bảo an toàn cho công dân và các phái bộ ngoại giao. Taliban sẽ đề nghị tất cả các quốc gia và thực thể cùng ngồi lại để giải quyết mọi vấn đề. Trước đây, chúng tôi từng hành động thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi sẽ phục vụ đất nước bằng cách bảo đảm an toàn cho người dân và mang lại cho họ hy vọng về tương lai. Trước tình hình hiện tại ở Afghanistan, hơn 65 quốc gia trên thế giới đã cùng ra một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ người dân Afghanistan và các công dân nước ngoài cần được tạo điều kiện để rời khỏi Afghanistan theo nguyện vọng. Đồng thời, các sân bay và đường biên giới của Afghanistan cần luôn được mở cửa. Hiện nhiều nước đã tuyên bố tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Kabul và tiến hành sơ tán cán bộ ngoại giao khỏi nước này. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết sẽ đảm bảo an toàn cho sân bay Kabul để việc sơ tán diễn ra suôn sẻ. Lực lượng Taliban khi nắm quyền kiểm soát Kabul đã tuyên bố quá trình chuyển giao chính trị sẽ diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, hàng nghìn người dân Afghanistan đã tìm cách rời đất nước ngay trong tối qua và sáng hôm nay do lo ngại bất ổn trong quá trình chuyển giao. Sân bay Kabul vào sáng nay, hàng trăm người Afghanistan đổ xuống đường băng, mong chờ có thể lên được một chuyến bay nào đó rời khỏi nước này. Còn đây là hình ảnh vào tối hôm qua. Các chuyến bay thương mại rời Afghanistan đã bị đình chỉ. Giờ người dân chỉ có thể trông mong vào các chuyến bay quân sự. Không chỉ tìm cách rời đất nước bằng đường hàng không, người dân Afghanistan cũng tìm cách rời đi bằng đường bộ. Tại biên giới Afghanistan-Pakistan, hàng đoàn người lũ lượt đổ về phía Pakistan. Ngoại trưởng nước này cho biết Pakistan sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện sơ tán cho người Pakistan hoặc những người đủ điều kiện rời khỏi Afghanistan. Không chỉ sang Pakistan, quốc gia láng giềng Uzbekistan cũng là điểm đến của người dân Afghanistan. Anh Rahmatila đã sang Uzbekistan trước khi lực lượng Taliban tiến vào Kabul, nhưng anh không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Tôi có thị thực Uzbekistan, tôi đi qua biên giới vào ban đêm và đến Temes, nhưng gia đình tôi vẫn còn ở đó. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi đến đây cùng gia đình, vợ và 5 đứa con. Tôi đã có visa Uzbekistan 1 năm. Tất cả họ hàng của tôi đều ở lại đó. Bây giờ chúng tôi là ở đây và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhiều hãng hàng không như Emirates, British Airways, Virgin Atlantic đã đình chỉ đường bay tới Kabul, đồng thời điều chỉnh các chuyến bay để tránh không phận của Afghanistan.